Hơn một tuần khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kiểm tra về vụ Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm thân tốc và những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của ông Lê Phước Thanh cùng các vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, dư luận trong chờ sẽ có hoạt động kiểm điểm rút kinh nghiệm xử lý trách nhiệm từ phía tỉnh quỹ Quảng Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, địa phương này cho biết họ vẫn chưa nhận được văn bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vấn đề này. Đây là thông cáo báo chí về kỳ họp 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong thông cáo có nêu rõ, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam là ông Lê Phước Thanh, Nguyên Bí thư tỉnh Ủy, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh Ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cá nhân tập thể có liên quan theo thẩm quyền. Tuy nhiên trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Dũng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam cho biết vẫn chưa nhận được văn bản của ủy ban kiểm tra trung ương về vấn đề này. Hiện tỉnh vẫn đang chờ văn bản từ phía ủy ban kiểm tra trung ương. Tỉnh cũng chưa nhận được lịch làm việc từ phía trung ương với địa phương về vấn đề này. Trong khi đó, trong 2 ngày 19 và 20 tháng 12, Ban Đường vụ tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức họp nhưng cuộc họp không đề cập đến các nội dung liên quan đến sai phạm. Còn trong một diễn biến liên quan, ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã xin nghỉ công tác trong thời gian 2 tuần.